Giận người với những vụ án có thật trong phim Cô gái đến từ hư vô phần 1. Cô gái đến từ hư vô phần 2 đã ra mắt cách đây 1 năm trước khi tạo nên cơn sốt cho khán giả yêu phim. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đứng hình mất nhiều giây nữa khi biết rằng một nửa số tập phim được dựng lên từ những sự thật rùng rợn. Tập 3 của bộ phim Cô gái đến từ hư vô lên sóng với tình tiết một thiếu nữ giàu có và hư hỏng tên Mini đã lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và xảy ra va chạm tiễn một nữ sinh cùng trường lên thiên đàng. Tuy nhiên, gia đình cô có sức ảnh hưởng đã làm mọi thứ để bảo vệ Mini trước pháp luật. Cũng vì thế mà cô bị nhiều người căm ghét và dạy dỗ một cách đáng sợ. Sau tập phim này, nhiều khán giả liên tưởng đến một sự việc đã từng xảy ra ở xứ sở Châu Vàng, gây phẫn nộ dư luận. Một sinh viên xuất thân từ một gia đình ưu tú tên là Oracho Brewa đã lái ô tô của mình vào một chiếc xe tải, khiến 9 người bị đăng xuất khỏi trái đất. Một số người khác cũng bị thương, thậm chí còn có một hashtag phổ biến về trường hợp này, tạm dịch là Brewa và 9 cơ thể. Khi đó, Brewa mới 16 tuổi và trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực khi tránh khỏi án tù sau nhiều phạm tội nghiêm trọng, vì cô chỉ phải phục vụ cộng đồng 138 giờ sau những gì đã xảy ra. Có lẽ bộ phim đã lấy cảm hứng từ vụ án trên để xây dựng nên tập 3 của bộ phim gây ám ảnh một thời.